Xin chào quý vị các bạn, trên tay mình đây là nóc lưng của Samsung Galaxy Note 8 được bị vỡ lỗi, tức là khách hàng mang đến di động cung cấp.vn thay mới bị vỡ tan nát như này. Đó. Không còn cái gì này. Cũng giống như tất cả các loại nắp lưng của điện thoại Samsung thì hiện nay di động cung cấp.vn có sẵn tất cả các loại nắp lưng của điện thoại Samsung nói chung và nắp lưng của điện thoại Samsung Galaxy Note 8 nói riêng thay mới quý vị các bạn. Quý vị các bạn chỉ cần liên hệ 024 66 75099 hoặc truy cập trực tiếp vào website www.didongcaocap.vn. Kỹ thuật viên tại didongcaocap.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể cho quý vị các bạn về nắp lưng, dịch vụ thay mới nắp lưng Samsung Galaxy Note 8 đang được thực hiện tại didongcaocap.vn. Hiện nay didongcaocap.vn có sẵn tất cả các màu của nắp lưng Samsung Galaxy Note 8 thay mới cho quý vị các bạn. Như trên tay mình đây là màu tím, màu đen, màu xanh, màu vàng, màu trắng đều có sẵn tại di động cung cấp.vn thay mới thì các bạn. Quý vị các bạn chỉ cần mang máy qua các địa chỉ của di động cung cấp.vn, chúng tôi tiến hành thay mới thì các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về dịch vụ thay mới nắp lưng của điện thoại Samsung Galaxy Note 8, quý hàng vui lòng liên hệ 024 66 75099. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu về nắp lưng, dịch vụ thay mới nắp lưng Samsung Galaxy Note 8 đã thực hiện tại di động cung cấp.vn. Xin cảm ơn quý vị các bạn.